Chào thầy, chào bạn, mình tên là Hà, mới chuyển trường sang làm quen cả nhà. Tính tình hơi nhút nhát, có gì không phải mong là các bạn bỏ qua. Mời em xuống dưới ngồi cạnh chỗ của bạn Ất. Ở trong lớp mình thì bạn Ất học giỏi nhất. Thế còn hai thanh niên kia nhìn gì? Dạ chị xinh quá chứ đâu có gì. Chào Ất nha, tôi là Hà, cho ngồi nha. Ok. Thôi xong xuôi tôi vào bài. Bài này khó nên hơi dài. Nào các em hãy học thuộc từ trang 12.